chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu rất hay của thằng đồng Hứa Văn Chương. Mời bạn xem trận đầu tiên, Hứa Văn Chương cầm đỏ đi tiên gặp Lý Tấn Dung cầm đen thủ hậu, trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.
mã 2 tấn 1 chém tốt. Trên đây thì Lý Tấn Du cảm thấy rất nặng nên đã buông cờ nhận thua. Mà các bạn xem trận tiếp theo, Hứa Văn Chương cầm đỏ đi tiên gặp vua cờ giang hồ Lưu Tông Trạch cầm đèn thấu hậu, mà bạn thưởng thức. Xem chuyên. Xem chuyên.
pháo 6 tấn 4, nước tiếp theo sẽ là pháo 6 bình 4. Chơi đến đây thì vua cờ giang hồ Lưu Tông Chập đã buông cờ nhận thua, và video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.